Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Hiện tại chúng tôi là vừa lắp đặt xong một bộ cuốn thư câu đối cho một khách hàng tại Đỗ Sơn, Phú Thọ. Đây, trên màn hình đây. Bộ câu đối này là bộ câu đối cuốn thư Trúc Hóa. Có kích thước là 197 và hàng đã hoàn thiện. Hiện tại là đang 8 giờ tối ngày 6 tháng 7 này.